Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì trong video này tôi sẽ muốn chia sẻ với các bạn về hai cái trường hợp bị tai biến trong thẩm mỹ mà tôi mới thăm khám được trong ngày hôm nay. Hai trường hợp, một trường hợp liên quan đến các cái biến chứng của tiêm căng bóng, tiêm meso, các sản phẩm đưa vào trong da. Và cái trường hợp thứ hai là điều trị nám bằng laser dẫn đến mất sắc tố hoàn toàn và hầu như không có khả năng hồi phục. Thì các bạn chú ý theo dõi vào video ngày hôm nay nhé. Đây là trường hợp tai biến đầu tiên mà tôi gặp trong ngày hôm nay. Đó là một cái ca sau khi mà tiêm meso để làm căng bóng da, trẻ hóa da, thì tai biến đầu tiên là nó bị những cái u hạt nó nổi lên trên da. Các bạn có thể thấy ở trên hình ảnh. Sau đó thì nổi những cái nốt u hạt này và khách hàng đến cái cơ sở tiêm trước đó để cái người điều trị, người ta tiêm tan, tiêm tiêu cái u hạt này. Nhưng tuy nhiên lần thứ hai tai biến xảy ra nó còn nặng nề hơn. Đó chính là người ta dùng cái sản phẩm dùng để tiêu, để tan cái u hạt, nhưng mà có thể do cái nồng độ nó quá cao hoặc có nhiều những chất làm tiêu tan hyaluronic acid hoặc là tan kèm theo tiêu luôn cả collagen, dẫn đến cái việc là tiêu cái mô ở bên dưới cái mô hạt rộng hơn rất nhiều. Kèm theo đó là có thể là cái người tiêm, cái kỹ thuật đã tiêm không chính xác vào trong nốt u hạt, tiêm quá sâu và tiêm lệch ra ngoài, khiến cho cái vùng da xung quanh và bên dưới của cái u hạt nó lõm teo xuống. Và đây là một cái trường hợp cực kỳ nặng nề, rất khó phục hồi sau này. Tiếp theo là một cái trường hợp thứ hai, các bạn có thể thấy là những vùng loang trắng ở phần gò má của khách hàng, phía ngoài thì nó là cái da bình thường. Và đây chính là cái trường hợp tai biến mất sắc tố hoàn toàn sau khi mà sử dụng laser soi fractional để bắn điều trị nám mả. Trước đây thì cái công nghệ laser soi fractional nó mới được đưa về Việt Nam cũng như ứng dụng, thì một số trường hợp trẻ hóa cũng như trường hợp nám mả nếu mà bắn ở những cái mức năng lượng thấp, gây bóc tách cũng như là bong bề mặt rất là ít thì có thể làm sáng da cũng như trẻ hóa da. Tuy nhiên những trường hợp nám, đặc biệt là nám mảng hoặc là nám nhân sâu, nếu mà sử dụng laser soi fractional mà bắn ở mức năng lượng rất là lớn, gây bong lột một cái mức độ sâu, thì cái da sau đó nó bong ra và nó sẽ gây bỏng nhiệt và dẫn đến mất sắc tố. Qua cái video này thì hy vọng là những bạn đang tìm kiếm những cái phương pháp điều trị trẻ hóa da và làm đẹp bằng meso, bằng tiêm căng bóng, bằng tiêm những cái sản phẩm giúp cho da sáng, mịn, căng hơn, thì hãy lưu ý là lựa chọn những cái cơ sở có bác sĩ cũng như là những người mà am hiểu về chuyên môn cũng như là đặc biệt là cái kỹ thuật tiêm. Thứ hai là các bạn lưu ý rằng khi mà có cái vấn đề xảy ra tác dụng phụ hay là tai biến thì các bạn lưu ý là nên chọn những cái cơ sở uy tín và những người có kinh nghiệm để giúp các bạn có thể là giải quyết, điều trị và khắc phục những cái phần mà tác dụng phụ hay tai biến đó. Cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu bạn là người lần đầu tiên xem video trên kênh của bác sĩ thì hãy bấm nút subscribe cũng như là bật cái chuông lên để những video tiếp theo các bạn có thể nhận được sớm nhất, nhanh nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ.